Vườn quốc gia York Don với diện tích hơn 115.000 hecta được biết đến là khu rừng nguyên sinh lớn nhất nước ta. Đây cũng là nơi duy nhất tại Việt Nam bảo tồn hệ sinh thái rừng khộp với hàng nghìn loài động thực vật quý hiếm. Do vậy đã trở thành một điểm đến lý thú của các nhà khoa học đến khám phá và rất nhiều khách du lịch, những người yêu thiên nhiên đến trải nghiệm. Vườn quốc gia York Don ngày hôm nay chào đón khoảng 40 vị khách, đa phần đều là các bạn trẻ đến từ nhiều địa phương khác nhau. Họ đến để tìm hiểu về hệ sinh thái rừng khộp nơi này. Nhưng không dễ để tìm gặp những chú voi trong khu rừng hàng trăm nghìn hecta này. Do vậy, trong quá trình di chuyển, các nhóm du khách sẽ vừa được tham quan, vừa được tham gia trải nghiệm giải mã rừng khộp. Nghĩa là phải tìm được tất cả những sinh vật có trong mật thư được giao. Mỗi đáp án đúng được tìm thấy, du khách sẽ biết tên, hình dáng thật và công dụng các loại cây. Một số loại thực vật có thể ăn, nếm thử và tất nhiên sẽ được hướng dẫn. Từ đó càng hiểu hơn về sự đa dạng sinh học của York Don. Di chuyển và trải nghiệm khoảng 3 tiếng, cuối cùng các bạn trẻ cũng thỏa mãn mong đợi được gặp những con voi thân thiện. Mặc dù được tự do đi lại, nhưng mỗi con voi luôn có nài voi đi cùng. Herber Lú, 46 tuổi, đây là con voi cái nhỏ tuổi nhất và được cưng chiều nhất trong 8 con voi ở đây. Sức khỏe và tinh thần của Bà Lú tốt hơn rất nhiều so với hồi còn chở khách du lịch. Những điều đó cùng với tất cả kiến thức liên quan đến loài voi là những gì du khách sẽ biết khi đến đây. Và tất nhiên không thiếu những bức ảnh lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trong khoảng cách an toàn theo quy định. Hiểu rừng để thêm yêu rừng, từ đó sẽ có ý thức bảo vệ rừng hơn. Đó là giá trị lớn nhất mà những bạn trẻ nhận được từ những chuyến trải nghiệm như thế này.